mọi người, lại là mình Xuân Như Trang. Chào mừng mọi người đến với kênh Sunny Kevin. Ở đây đến hiện lại lên, hôm nay chúng ta lại quay lại với một cái chủ đề khá là quen thuộc và cũng rất là được nhiều bạn thích trên kênh của Nhi, đó chính là inbox gói fan tặng. Trời ơi, mỗi lần mà tôi inbox một cái gói gì fan tặng hay là bạn nào đó tặng á, thì nói chung là mọi người quá trời hưởng ứng luôn. Thế nên là hôm nay tôi lại trở lại và tôi sẽ inbox cho mọi người xem một cái gói này siêu xinh nha. Vậy thì để xem là ai tặng và cái gói này như thế nào thì mọi người cùng vào video nha. Hello mọi người, hiện tại Nhi đang ở trong game đây. Ở đây hôm nay mọi người thấy Nhi có gì khác không? Có khác đó, đó chính là cái tên tím Nhi biến mất rồi. Là Nhi hết tên tím đó mọi người, là chưa kịp nạp God Plus đó. Nên là hôm nay Nhi sẽ nạp, và thực ra là Nhi nạp rồi nha. Bây giờ Nhi sẽ nhận thôi ha. Thì chúng ta sẽ nhận cái gói Plus trước khi mà chúng ta làm cái việc chủ đề chính của ngày hôm nay hiên. Hai mươi kim cương và tên tím. Và đăng nhập hả? Trời, ok, để mà hưởng đặc quyền của Nick Plus thì Nhi phải nhận hết đống đồ này đã ha. Lý do vì sao phải dọn sạch cái hộp thư là bởi vì mọi người thấy đó, trong cái hộp thư của tôi thì chắc là nhiều bạn mà hay xem á, mọi người sẽ biết là tôi hay có mấy cái gói trong cái hộp thư mà không có chịu mở. Thì một trong cái số đó là có một cái gói mà được fan tặng, đó chính là gói Hoa Liên Kiều nhỏ xinh. Và không ai khác, một cái nhân vật rất là quen thuộc phú bà của tôi, bạn Khánh Duyên, hay còn được biết đến với cái tên là Amis Trang. Bạn tặng cho Nhi, sau đó bạn có đăng lên trên cái cộng đồng Sunny Trang của Nhi là xin mời chị bé inbox gói mới tiếp. Và cái gói này đúng thật là khi mà nó mới ra mọi người là Nhi rất là thích rồi, nhưng mà Nhi chưa có manh nha gì trong đầu nha. Cứ tự nhiên vô hộp thư là thấy nó nằm ở đó rồi. Thì hôm nay không để phụ lòng của Amy thì Nhi sẽ cùng với mọi người mở gói Hoa Liên Kỳ nhỏ xinh này nha. Và xin chân thành gửi lời cảm ơn tới phú bà Amy ha. Cái gói nó hình như là trong cửa hàng nó hết bán rồi sao á. Vậy nó bán một cái gói mới rồi mọi người ạ. Bây giờ hiện tại nó đang bán gói của Nam ấy. Gói nữ cũng có. Nam mà cái gói là nhân viên pha chế hot boy này nha. Nhìn là cũng lèm lèm đó mọi người. Rồi, trước khi mà chúng ta mở cái gói đó thì mọi người thấy trong cửa hàng nó có cái hộp bốc thăm mua mèo tay đua là nó mở miễn phí. Thì cái bộ đồ mà mình mặc trên người là hôm trước mình đã mở được rồi. Và không những là mở được một cái mà mở được tận hai cái nha. Nên là hôm nay để xem thử là cái nhân phẩm của Nhi mở được cái món gì trong cái hộp bốc thăm này nha. Thì cái hộp này Nhi cũng chưa bốc thăm bao giờ á mọi người. Chưa test nhân phẩm cái hộp này bao giờ á. Ồ, cái bàn máy tính hả? Máy tính mì tay đua màn hình đầy tín hiệu đáng ngờ. Cái này hình như cũng hơi được ấy hả? Máy tính à, không, nó cũng giữa thôi mọi người ạ. Rồi, hộp thứ hai. Cái gì ạ? Đôi giày hả? Bây giờ mình chưa có. Giày mì tay đua, giày chưa có thật. Giày này chắc cũng ở giữa luôn. Giày ở không, giày gần cuối lẫn giày còn hiên, còn tiền hơn cái món hồi nãy nữa. Rồi, giờ ra cái xe là bộ đẹp nè. Ra cái lốp xe nha mọi người, tuyệt vời quá. Rồi, gói Hoa Liên Kiều nhỏ xinh. Nhi nhớ hình như cái gói này có 4 món. À, để Nhi kiếm cái ảnh mà của fanpage có đăng lên cái thumbnail cho mọi người xem lại cái ảnh này nha. Và thật sự là cái gói này rất là xinh luôn mọi người, vừa yêu kỳ mà vừa xinh đẹp nữa. Nên là Nhi rất là ưng nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở nó. 20 kim cương. Ui, tóc ngắn hả? Tóc bóp ngắn nhỏ xinh. Ê, phía bên trái nó còn kiểu tết tóc lại dễ thương ha. Mái tóc tết nhỏ nhắn thêm phần tươi tắn. Dạo này thay ra tóc ngắn quá. Ôi, có nơ mới hả? Nhi có hai cái nơ đỏ rồi. Rồi giờ có thêm một cái nơ vàng nữa. Nơ bướm hoa liên kiều nhỏ xinh, bướm bay đến những bông hoa đang nở rộ. Ê, cái nơ này nó giống cái nhân vật người đẹp và quái vật là công chúa tên gì? Công chúa Beo hả? Đúng không? Đó, cái đầm này nó mới giống nè. Trời ơi, đầm hoa liên kỳ nhỏ xinh. Thật ra là nó cũng không giống lắm, nhưng mà nhìn từ xa kiểu nó cũng vàng 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 rồi đó. Những dìm xếp nếp như cánh hoa rung rinh trong gió xuân. Cái là dựng nó hơi khó đọc nha. Nhưng mà đầm xinh quá à. Giống đầm mùa hè ghê. Dày hoa liên kỳ nhỏ xinh, hoa liên kiều tươi sáng nữa rồi theo từng bước chân. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử nó nha. Đâu rồi, chúng ta sẽ mang giày trước đi ha. Mang giày trước. Rồi chúng ta sẽ mang tới cái đầm. Ui, ui, ui. Xinh. Cái nơ nữa. Chưa có tóc nha, chưa có tóc nha. Chưa có tóc mà đã xinh như thế này rồi. Nhưng mà tất nhiên là phải thay cái tóc của nó mới xuất sắc, xuất chúng được đó. Tóc dài cũng hợp mà. Tóc ngắn này càng xinh nữa. Oh my goodness.
Quê, đúng là cái tóc ngắn nó lộ luôn cái nơ ra thì nhìn xinh hơn hẳn nè. Trời ơi, mỹ nữ hả ta? Ê, mặc dù là ở ngoài đời mình không có cắt tóc ngắn bởi vì mặt mình không có hợp tóc ngắn nha, nhưng mà phải công nhận bé nó xinh dã man luôn. Ê, nhưng mà đứng trong cái phòng game này không hợp lắm. Ui, Nhi xuất hiện vào ban đêm nên là Nhi thấy nó có cái phần kim tuyến hả? À, sao lấp lánh ở trên váy nó phát sáng nha. Giờ là do xuất hiện buổi tối mới biết nha, chứ nếu mà ban ngày thì không có nhận ra đâu. Thì công nhận cái phần lấp lánh này làm cho cái đầm của nó trở nên kiểu đặc biệt hơn, mọi người nhìn đẹp ha. Ui giời ơi, xịn đấy. Rồi, ok, trong lúc mà nó đợi trời sáng để mà mình có thể khoe được cái đầm này một cách trọn vẹn, thì mình sẽ cùng với mọi người vô làm cái sự kiện của ngày hôm nay, đó là đổ xúc xắc. Để xem thử là hôm nay chúng ta có được cái hộp tinh linh nào không? Tôi nghĩ là không đó. À, có trứng tinh linh nè, ghê quá. Rồi, đổ xúc xắc miễn phí. 5. 5 là không có được gì hết trơn á. Ai được đổ thêm lần nữa là dữ lắm rồi đó. Lần thứ 2 miễn phí. 4, 1. Ai được là được một cái trứng kim cương. Rồi tiền sao tiếp cho coi nè. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là mới có không được gì hết mọi người. À, được đổi xúc xắc thêm một lần nữa. Vậy thì bây giờ mình mong là ra 4 đi. 4. Trời ơi, 5 luôn. 6 hả? Nó tính hết rồi đó mọi người. Nhi sẽ nhận thêm xúc xắc ở đây để mà có thể mở thêm một lần nữa. Rồi, 6, 4 hả? 4 là được cái trứng nữa. Ồ, vậy là có 3 cái trứng rồi đó. Nhi sẽ mở trứng với mọi người sau hen. Thì trời vẫn chưa sáng và trong lúc đó thì Nhi sẽ nhắc với mọi người là Nhi có một cái mini game mà trong video trước Nhi có nói là chúng ta sẽ được tặng gối hoặc là tặng đồ ngủ. Thì mini game đó hiện tại nó vẫn chưa có kết thúc, nó vẫn đang diễn ra và Nhi sẽ kết thúc nó sau cái kỳ nghỉ lễ lận, tức là khoảng tầm sau mùng 1 tháng 5, phải mùng ngày mùng mấy tháng 5 lận. Nên là mọi người, nếu mà mọi người chưa tham gia thì mọi người hãy tham gia nha, tại vì cái cách chơi nó rất là đơn giản. Ok, thì mình mong mọi người sẽ tham gia thật nhiều nha. Còn đợi thêm một xíu nữa trời sáng mình sẽ cho mọi người xem cái bộ trang phục này một cách trọn vẹn hơn. Ta-da! Trời sáng rồi đó mọi người xem, trời ơi, nó còn hợp với cái xoay xoay trục xoay này luôn á. Eo ơi, xinh lắm mọi người ơi. Uầy, cái đầm đúng xinh luôn, nó hợp với cái nơ giả mang ấy, thêm đôi giày nó cũng rất là nữ tính nữa, thiệp thư đó, chịu nha mọi người. Nhưng chắc chắn là Nhi sẽ diễn cái bộ đồ này khá là lâu đó, tại vì Nhi rất là ưng cái bộ này luôn ấy. Rất là hợp với mùa hè, cũng hợp với mùa xuân luôn. Wow. Mọi người có thích bộ này không? Mọi người chấm cái bộ này bao nhiêu điểm trên 2 điểm 10 thì hãy comment phía dưới cho Nhi biết nha. Ở đây, cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một like và nhớ bấm nút đăng ký để xem ngày mai Nhi xem xí gì nha. Tạm biệt mọi người. Sayonara. Mata ne. Xinh quá trời quá đất luôn.